Ukraine vô tình xác nhận phi công lái F-16 đầu tiên từ trận. Nga thu giữ quân kỳ lữ đoàn Ukraine ở Kursk. Ukraine nhận hàng trăm nghìn ảnh vệ tinh từ Mỹ để tấn công Nga. Ukraine yêu cầu G7 cho vay 50 tỷ đô la vô điều kiện. Ông chủ Telegram lộ diện khi rời tòa án Pháp. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những cập nhật nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Thông tin về khả năng máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Ukraine có thể đã bị phá hủy vừa có thêm diễn biến mới rất đáng quan tâm. Cụ thể, nghị sĩ Igor Polichuk của Quốc hội Ukraine đã đăng cáo phó trên mạng xã hội của mình về việc một phi công được đào tạo để làm việc trên máy bay chiến đấu Mỹ đã thiệt mạng. Như ông Poleschuk thông báo, do cuộc tấn công tên lửa vào ngày 26 tháng 8, Trung tá không quân Ukraine Alexei Mez đã thiệt mạng. Ông ta là phó chỉ huy Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 114. Phi công này là một trong những người đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện trên tiêm kích F-16. Ngoài ra, Trung tá Mez còn tham gia vào quá trình đàm phán với các đồng minh về việc chuyển sao máy bay chiến đấu của Mỹ cho Ukraine. Cần lưu ý rằng, ngay sau khi đăng dòng trạng thái, nghị sĩ Polestchuk đã xóa bài viết của mình, nhưng thông tin này đã được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại Ukraine. Vẫn chưa biết chắc chắn liệu máy bay có bị phá hủy cùng với phi công hay không. Tuy nhiên, do số lượng phi công F-16 trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine rất ít, nên việc mất đi dù chỉ một người đã qua đào tạo là điều vô cùng nhạy cảm đối với Kiev. Tổn thất một sĩ quan có trình độ ở cấp độ cao dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chiến đấu của đơn vị và khả năng tổng thể của không quân Ukraine trong việc sử dụng những tiêm kích F-16 của mình. Hãng thông tấn TASS dẫn lời sĩ quan có mật danh cadet của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9 trực thuộc Quân đoàn 11 Nga nói rằng, quân kỳ của họ bị thu giữ lần này là của Lữ đoàn Tấn công đường không số 82 Ukraine đang tham gia chiến dịch xâm nhập tỉnh biên giới Kursk. Cadet cho biết vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 tháng 8, một đại đội trưởng đã chuyển cho tôi lá cờ lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine. Trong quá trình đơn vị của người này tiến hành dọn dẹp một khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi Ukraine đổ quân vào đó. TASS sau đó đã công bố đoạn video về một nhóm binh sĩ Nga đứng trong rừng cây, đồng thời giơ quân kỳ lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine. Quân đội Ukraine và các trang thông tấn độc lập hiện chưa thể xác minh đoạn video trên điện kremlin cho rằng cựu tổng thống mỹ donald trump đã đúng khi cảnh báo chiến dịch kosker của ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết cuộc xâm nhập của ukraine và tỉnh kosker của nga đã khiến căng thẳng leo thang đến mức giới hạn và cựu tổng thống mỹ donald trump đã đúng khi cảnh báo rằng tình hình có thể leo thang thành thế chiến thứ ba trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia ở Detroit vào hôm 26 tháng 8, ông Trump tuyên bố Mỹ chưa bao giờ đến gần thế chiến thứ ba như bây giờ. Ông Trump cảnh báo, hãy xem những gì đang diễn ra ngay bây giờ với Ukraine. Họ đang tràn vào Nga, đúng không? Chúng ta sẽ kết thúc trong thế chiến thứ ba và đó sẽ là một điều tồi tệ. Quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều vũ khí phương Tây trong cuộc xâm nhập và Moscow đã cáo buộc Mỹ, Anh, Ba Lan huấn luyện một số đơn vị của Ukraine tham gia vào chiến dịch Kursk. Tuy nhiên, Washington phủ nhận việc biết trước thông tin về chiến dịch, trong khi các quan chức Mỹ nói rằng họ vẫn không chắc chắn về mục tiêu của Kiev. Phó Đô đốc Frank Whitworth, Giám đốc Cơ quan Tình báo Địa không gian quốc gia Mỹ NGA cho biết, quân đội Ukraine có quyền truy cập vào hàng trăm nghìn hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp để tấn công vào tỉnh Kursk. Trong bài phát biểu tại Hội nghị về An ninh Quốc gia và Tình báo Mỹ, ông Whitworth nói, Chúng tôi đã mở quyền tiếp cận đối với những hình ảnh thương mại thông qua một cổng được gọi là GEGD, chứa hơn 400.000 bản ghi. Tuy nhiên, ông không trực tiếp xác nhận việc Ukraine sử dụng dữ liệu từ cổng thông tin của Mỹ để tấn công vào Nga. Quan chức này kết luận, nếu đây là những gì họ đang sử dụng nhằm mục đích thực hiện chiến dịch giới hạn ở Kursk, thì tôi sẽ chuyển hướng đến họ để xác nhận, nhưng quyền tiếp cận không phải lúc nào cũng được duy trì. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp nghiệp vụ rằng quân địch với sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây đang thực hiện ý muốn của họ và phương Tây đang chiến đấu với Nga bằng bàn tay của người Ukraine. Tờ Ukrainskaya Pravda vừa cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Drustem Umerov sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào hôm thứ Sáu 30 tháng 8. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak cũng sẽ gặp một thành viên của chính phủ Mỹ, nhưng hiện vẫn chưa rõ là ai trong các cuộc họp trực tiếp này hai quan chức cấp cao của ukraine sẽ trình lên chính quyền biden một danh sách các mục tiêu ở nga và cố gắng thúc đẩy mỹ gỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do mỹ cung cấp để tấn công nga một nghị sĩ ukraine nói với cnn với điều kiện giấu tên hai ông jimark và umerov sẽ gặp các quan chức mỹ để cố gắng thuyết phục cụ thể nhà trắng gỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ nga theo nghị sĩ ukraine Họ sẽ cung cấp một danh sách các mục tiêu ưu tiên. Nếu không có những mục tiêu này thì sẽ rất khó để thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho Ukraine. Trước đó, Politico đã tiết lộ, đầu tiên rằng Ukraine dự định chuyển giao danh sách các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga cho chính quyền Joe Biden nhằm thuyết phục Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Nga. Hôm 28 tháng 8, Ukraine công bố đoạn video và cho biết một cường kích Su-25 của Nga đã bị lực lượng Kiev phá hủy. Tuy nhiên, khi phân tích đoạn video, có thể thấy tuyên bố của Ukraine hoàn toàn không có cơ sở, theo Aviapro. Đoạn video được lữ đoàn cơ giới số 28 của lực lượng vũ trang Ukraine công bố. Có thể thấy hai máy bay cường kích Su-25 của Nga, trong khi hạ độ cao đã phóng ra các bẫy nhiệt. Đây là thao tác nhằm tránh một cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra. Phía Ukraine tuyên bố. Khoảnh khắc này cho thấy máy bay đã bị trúng tên lửa. Tuy nhiên, đoạn video không có bất kỳ bằng chứng nào xác nhận việc máy bay rơi hoặc nổ. Trước đó, lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Nga trên mặt trận Kramatos bằng hệ thống phòng không Manpass. Quyền thống đốc Alexei Smirnov tại vùng Kursk của Nga thông báo, chính quyền sẽ hạn chế tiếp cận Kurchatov, thành phố nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk, trong lúc Ukraine cố tấn công địa điểm này. Theo hãng tin Trianovosti, trong thông báo trên ứng dụng Telegram, ông Alexei Smirnov giải thích, mặc dù an ninh của nhà máy điện hạt nhân Kursk đã được tăng cường tối đa, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không từ bỏ âm mưu xâm nhập thành phố Kuchetov. Do đó, nhà chức trách Nga đã quyết định áp dụng lệnh hạn chế ra vào thành phố Kuchetov. Việc hạn chế sẽ được thực hiện tại các trạm kiểm soát được tổ chức đặc biệt. Ông Smirnov nói rằng chỉ những người đã đăng ký là cư dân Kuchetov mới được phép tự do vào thành phố này. Những người đến làm việc tại Kuchetov sẽ cần giấy phép do chính quyền địa phương cấp để ra vào. Còn nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ phải xin giấy phép từ ban quản lý của họ. Các nhân viên thành phố sẽ làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát từ 7 giờ sáng tới 17 giờ chiều theo giờ địa phương để cấp giấy phép ra vào. Điện Kremlin cho rằng châu Âu phải chịu hậu quả trừ khi Ukraine chấp nhận gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt. Cụ thể, người dân châu Âu sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho năng lượng trừ khi Ukraine tiếp tục thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói rằng vẫn có những tuyến đường khác, nhưng tất nhiên quyết định như vậy của Ukraine sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng châu Âu. Những người vẫn muốn mua khí đốt Nga vì an toàn hơn, giá cả phải chăng hơn. Theo ông Peskov, nếu không nhập khí đốt Nga, châu Âu sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua khí đốt từ nước khác, bao gồm cả việc mua khí tự nhiên hóa lọc của Mỹ. Điều này có thể khiến kinh tế châu Âu trở nên kém cạnh tranh hơn. Ông Peskov cho biết, có những tuyến đường thay thế, chúng tôi có kế hoạch xây dựng một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công việc này đang được tiến hành. Trả lời trên kênh truyền hình Rada TV, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý các nhà máy thủy điện hàng đầu Ukraine, ông Igor Sirota cho biết, các nhà máy thủy điện ở Ukraine bị hao hụt hơn 40% sản lượng kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Cũng theo ông Sirota, tất cả các nhà máy thủy điện ở Ukraine đều bị hư hại ở nhiều mức độ. Hiện nay không có nhà máy thủy điện nào là chưa bị tấn công. Chúng tôi thiệt hại rất nhiều. Chúng tôi mất nhà máy thủy điện Kakoka, trong khi nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine Dnipro đang ngừng hoạt động. Những nhà máy còn lại đang trong giai đoạn khôi phục. Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục càng nhiều càng tốt những gì có thể trước mùa thu đông. Chúng tôi cần phải làm rất nhiều việc. Ông Sirota cho biết thêm, quá trình khôi phục các nhà máy thủy điện rất phức tạp do các thiết bị cần thiết hiện chỉ có ở nước ngoài. Hơn nữa, thời gian khôi phục rất dài. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal tuyên bố Kiev muốn khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ mà các nước thành viên G7 cam kết dành cho Ukraine không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Phát biểu tại diễn đàn Ukraine 2024 độc lập, ông Shmyhan cho biết Ukraine muốn một khuôn khổ chính trị nhất định cho khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ của G7. Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh Ukraine phải nhận được số tiền này chậm nhất là vào cuối năm nay. Khoản vay đó không kèm bất kỳ điều kiện nào, không tính lãi và không làm gia tăng nợ công của đất nước. Đài RT dẫn lời ông Shmyhan nói thêm Kiev phải được quyền sử dụng khoản vay cho bất kỳ nhu cầu nào của mình, chủ yếu để bù đắp thiệt hại đất nước và cánh chịu trong cuộc xung đột với Nga. Ông lưu ý, Kiev và G7 đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này, nhưng các lãnh đạo Ukraine vẫn muốn có thể sử dụng tiền vay để tài trợ cho ngân sách và quân đội. Ông cho biết các nước G7 và Liên minh châu Âu-EU cần đạt đồng thuận về cách cung cấp khoản vay này. Số tiền sẽ được đền bù cho các đối tác của chúng tôi bằng lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, với tổng giá trị lên tới 300 tỷ đô la Mỹ và lãi suất ước tính từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ một năm. Mục tiêu của chúng tôi là nhận được toàn bộ 300 tỷ đô la Mỹ đó. Trong các video được lan truyền trên mạng xã hội vào hôm 28 tháng 8, Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram, được nhìn thấy bước ra khỏi bãi đỗ xe trong khi cảnh sát vẫn quan sát mọi hành động của ông. Ông Durov mặc áo đen, đội mũ đen và được một số người hộ tống lên xe riêng. Trước khi xe rời đi, ông chủ Telegram không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phóng viên đang chờ bên ngoài. Văn phòng công tố Paris ngày 28 tháng 8 thông báo, tòa án đã truy tố ông Durov 6 tội danh, trong đó có tội đồng lõa phát tán hình ảnh khiêu dâm của trẻ em, buôn bán ma túy, rửa tiền, từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đầu năm nay ông Durov cho biết, một số chính phủ đang tìm cách gây sức ép nhưng Telegram vẫn giữ định hướng một nền tảng trung lập, không bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Ứng ừ dụng này đã trở thành phương tiện truyền thông được tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức trong chính quyền của ông ưa chuộng. Điện Kremlin và chính phủ Nga cũng sử dụng ứng dụng này để tuyên truyền thông tin của nga. Ứng dụng này cũng là một trong số ít nền tảng mà người nga có thể truy cập tin tức về cuộc chiến tại Ukraine. Thủ tướng Kjeldsøm đã tới Đức, điểm đầu tiên trong chuyến công du châu Âu và hội đàm với người đồng cấp Đức Olaf Scholz để hướng tới một thỏa thuận song phương toàn diện. Động thái này cho thấy nỗ lực của Anh trong việc đảo ngược Brexit. Chuyến thăm Đức lần đầu tiên của Thủ tướng Kjeldsøm diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đều đang gặp phải những khó khăn nhất định. Tình hình ở Đức sau 3 năm dưới sự lãnh đạo của Liên minh đèn giao thông cũng đáng buồn như ở Anh sau 14 năm đảng bảo thủ cầm quyền. Nền kinh tế của cả hai nước đều trì trệ, chủ nghĩa hoài nghi chiếm ưu thế trong xã hội. Theo truyền thông châu Âu, chuyến công du châu Âu và điểm khởi đầu là Đức cho thấy nỗ lực của Thủ tướng Keir Starmer trong việc đảo ngược Brexit. Ưu tiên chính sách đối ngoại của ông Starmer là khôi phục mối quan hệ của Anh với Liên minh châu Âu-EU, vốn đã bị cản trở bởi thỏa thuận Brexit vào năm 2020. Sau Berlin, Thủ tướng Keir Starmer sẽ tới Paris và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Élysée. Ngay trước thêm chuyến thăm, ông Starmer nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để Anh thiết lập lại mối quan hệ với châu Âu và theo đuổi mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm mang lại lợi ích cho người dân Anh. Thực tế không phải chỉ trong chuyến công du châu Âu lần này của Thủ tướng Keir Starmer, vấn đề lật ngược tình thế Brexit và hàn gắn mối quan hệ Anh- châu Âu mới được đưa ra. Các bên đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề này tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu lần thứ tư mà anh đăng cai tổ chức vào tháng 7 vừa qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!